Peter Wigan. Your Excellency, Prince, Sister and Friends. Ngày hôm nay, giáo sĩ chính tòa tôn trọng chúng con hân hoan được chào đón quý đức cha và quý cha đến thăm viếng. It's our honor to welcome you here in the Cathedral of the Diocese of Solon today. Đây là dịp để anh chị em giáo dân giáo sứ chính tòa chúng con được bày tỏ lòng quý mến và chia sẻ tâm tình của cộng đoàn chúng con với quý đức cha và quý cha. This is a good chance for us to express our love and our affection to your excellency, for priest and the companion. Xin cộng đoàn chúng ta bốn con chào tay thật lớn để chào đón quý cha. Kính thưa đức cha và quý cha, giáo sĩ chính tòa tổng cộng chúng con được thành lập từ năm 1959 cho tới nay đã được 56 năm. Hiện nay giáo sĩ chúng con có 8.500 anh chị em giáo dân và được chia thành 4 giáo họ. The parish of the cathedral here was established in 1959, so it is 56 years from that time up to now. Now there are 8,500 parishioners. They are divided into 4 groups in the parish. Có 3 linh mục và 1 phó tế đang phục vụ tại giáo sứ chính tòa này. 3 priests and 1 deacon are serving this parish. Và có 2 cộng đoàn dòng tu thuộc dòng bên thánh giá thủ thiêm cũng phục vụ tại đây. And there are 2 religious community, the sister of level of God of thủ thiêm, where we have learned the same congregation where we have learned today. They are serving this parish. Chúng con có The religious activity of the parish is very lively. They are parish, pastoral council, the executive staff of apostolic groups, and they have their representatives here today. Ngày thường chúng con có 2 thánh lễ và ngày chủ nhật chúng con có 8 thánh lễ ngày chủ nhật. There are 2 masses on weekday and 8 masses on Sunday. Cha chánh xứ của chúng con là Dominic Ngô Công Sứ. Hôm nay ngài đang đi vắng và chỉ có con là Dominic Phạm Văn Tán và Joseph Vũ Xuân Thực. The pastor of the parish is upset today.
Dan barang siapa berkontak kami, Chúa cũng ở chi em. Trong kính Đức Cha và Quý Cha cùng cộng đoàn, chiều hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây trong một cuộc gặp gỡ thân tình huynh đệ của bầu khí giáo hội. Chúng ta hiện dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn về cuộc gặp gỡ này, và chúng ta cũng cầu xin Chúa cho tất cả cộng đoàn dân Chúa chúng ta nhìn thấy được giáo hội của Chúa đang lớn lên và tỏa lan khắp nơi. Chúng ta xin cho mỗi người chúng ta trở thành nhân chứng của Chúa trong không chỉ gặp gỡ hôm nay mà là trong tất cả những cuộc gặp gỡ hàng ngày, để xin Chúa Phục Sinh ban ơn thúc đẩy chúng ta, mỗi người chúng ta trở thành chứng nhân của Chúa trong cộng đoàn, để chúng ta những tâm tình hiệp dân lên Chúa trong thánh lễ này được đẹp lòng Chúa. Mỗi người chúng ta thành tâm thống hối, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót của mình. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Thank you.
Bài chức sách tâm